Ok. Mình sẽ like luôn clip tiếp theo cho mọi người. Mọi người chờ nhá. Đạt báo đàm mà thu khách 100. Trong đó tình tình như muốn toang rồi. Cố gắng nhé Dương Toàn. Chào anh Đức, chào Trần Lập. Tôi muốn một lần gặp anh vào có thể quán ăn cả. Ok, mình sẽ sẵn sàng chào đón. Sẵn sàng chào đón Trần Lập. Này 6.000k dương tính, choáng thật. Sản phẩm tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em là giá cua nhá, anh em cùng xem nhá. Mình sẽ đi khung trung bình. Đó. Giữa mid và 2. Không cao quá. Trung bình thôi. Mình lấy NT20 với kép Mỹ luôn nha, để mình đi khung khung 2 nhưng mà không cao quá đâu các bạn, vừa phải thôi. Đang hơn 100 người xem, giờ anh em lại chạy đâu hết rồi. Ok, chào 62 người đang xem livestream. Chào Xuân Huy nhá. Ok anh Thắng Tất ơi, anh để lại số điện thoại đi. Một bộ đồ nghề thì nó cũng khoảng độ hơn 2 triệu, 2 triệu, 3 triệu cũng có. Anh để lại số điện thoại nhé. Và cơ bản từ 3 đến 6 tháng Dương Toàn nhá. Tông mình đang dùng là 1.400.000 lưỡi kép Mỹ NT220. Giữa mid phase và 2 phase. Chúng ta gọi là mid cộng đi. Mid cộng đi. Tức là nó không cao quá. Chủ yếu là do chúng ta cảm nhận thôi, còn thực ra nó chỉ là một cái tên gọi để chúng ta phân biệt thôi. Mình đang đi cữ 3 ly nha mọi người. 1.5 cho 3 ly. Đào Lương Thanh Sơn. Ok, anh đang bên Đài Loan. Ok anh. Tiếp theo mình dùng cữ 1.5 mình...
Ở lưỡi xíu xíu thôi. Và cái ngấn các bạn nhé. Ý, tại em thấy tên tiếng anh kiểu phê nhiều quá. Ok Phong Tony. Phê hay phết hay phệt thì cũng được. Phê nó là cái ứng mở dần đấy mà. Ý, anh mẫu này thì có form sẵn rồi các bạn nhá. Bác xếp lịch làm buổi nay review nói về bộ đồ nghề đi bác. Ok Dương Toàn, mình có rất nhiều clip ở cái bài viết mình có để link kênh YouTube đây. Mình rất nhiều clip nói về đồ nghề, bạn bấm vào đó nha. Khi qua ngấn đưa tầm nào anh. Ngấn thì mình đi từ 1 đến 2cm nha. 1 đến 2cm tùy cấu tạo đầu. Nguyễn Văn Khắc xin chào. Chào anh nhá. Lê Đại có con Magic Gold lưỡi không ngọt, mình làm sao? Không ngọt thì thay lưỡi thôi, hoặc là tháo ra lắp lại. Không được nữa thì không nào ra clip mua hàng can chéo đi, dây cắt. Ok Hải Remote. Ok em. Bây giờ dịch thì đang không có mẫu rồi. Cắt xung quanh xong rồi bây giờ thì mình sẽ bo vào nhá để lấy form dần. Đông Mỹ thì mua Magic hoặc Senior có rất là nhiều, tùy vào điều kiện tài chính. Tốt nhất thì rất khó nói, tại vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Khó nói lắm. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Đó. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Cứ theo như mình thì nên mua Senior. Senior động cơ nó khỏe. Động cơ của nó về 7.500 đấy, mạnh lắm. Ok Phong Tony ơi. Ok Phong Tony, chào Bo Chen nhá. Hello thầy. Để chào mọi người.
Nguyễn Văn Khắc, hôm nào ship cho mình hai cái lược nhé. Ok, anh inbox luôn vào nick này nhá, anh Nguyễn Văn Khắc nhá. Chào Thanh Hà. Đi khung thì có NT219 hoặc NT20 này cũng được mà. NT20 này cũng được hoặc NT219 nhé. Em có mấy con tông tàu độ lưỡi Mỹ xài được không? Bạn chụp hình ảnh gửi cho mình để mình xem nhé. Lê Thắng, tông của bạn bị làm sao, inbox cho mình nha. Lê Thắng ơi, inbox cho mình. Mình đang ở Hà Nội Phúc ơi. Mình đang Hà Nội. Inbox trang này luôn được. Inbox trang này luôn nhé. Đồ nghề tóc nam này. Đây là kiểu bớt khát nhá. Tuấn nói bờ, mình không có con nào bạn ạ. Con nào cũng đang sử dụng. Có khi nào vảy tông mà bị lẹm không Trung Kiên? Nhiều lắm. Vảy tông mà bị lẹm nhiều lắm. Quá nhiều luôn. Vảy tông mà bị lẹm quá nhiều luôn ý. Chuyện bình thường mà. Anh em một lát nữa thì vào phần đầu của bài viết ấy, vào cái kênh YouTube trên đồ nghề ấy, mình có hướng dẫn sửa đồ nghề ở đấy. Anh em thích giúp mình đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn anh em để ủng hộ mình, có động lực làm nhiều video hơn nữa. Lẹm thì vẫn cười. Cười khách đánh đấy. Nói ra anh học một dịch mà. Ok, hiện tại dịch như này thì bên mình cũng không có nhận. Các bạn cố gắng. Cái kỹ thuật là như này là khó nhất trong Tóc Nam. Các bạn cố gắng. Kỹ thuật này là khó nhất đấy.
Rất mong anh em cố gắng, đừng có bỏ quên lược nha. Anh em làm gì làm đừng đừng có bỏ quên lược nhá. Kỹ thuật cây lược là đỉnh cao nhất rồi. Phây thực ra nó là công thức rồi, rất là dễ. Nếu mà phây ai chỉ cần yêu, thích, đam mê hoặc là tính tỉ mỉ là làm được hết. Ok Hoàng Nguyên, rất cảm ơn. Nếu như mà mình đã khắc phục được rồi thì mình chụp ảnh, mình đăng lên nhóm này để cho anh em cùng biết nhá. Bạn có thể giúp Tường là đăng lên nhóm và chia sẻ cho anh em cái video đó để cho anh em tự sửa công tắc cho mình. Rất cảm ơn Trần Hoàng Nguyên giúp mình đăng một bài viết trên đó và chia sẻ cái video của mình cho anh em khác để cùng sửa. Video này thì mình kiểu tóc này mình sẽ cố gắng là nó nét nét một chút. Bây giờ là nó lẹm phát sao anh em nhỉ? Tài gì mà bền thế Phong? Một năm rồi mà chưa đổi à? Mua thêm đi chứ. Hộ anh kiếm tiền đi, mùa dịch này kiếm tiền trả tiền nhà. Bây giờ 5-6 cơ sở nghỉ 2-3 tháng rồi, bán đồ nghề để trả tiền nhà. Anh em cố gắng ủng hộ đồ nghề của mình nhá. Nghỉ làm 2-3 tháng rồi tiền nhà nhiều lắm anh em ạ. Gạo khô NT92 nhá, như đang giảm giá đấy. NT92 của mình là chính hãng luôn nhá, hàng chính hãng luôn đấy, nên là bạn inbox nhá. Ok, hòm hòm rồi đấy. Thôi vậy thôi, mai kia mọc ra nó lại nhôm nhôm, không cần phải quá chi tiết. Ok, nếu mà lẹo như Phan Đình Tùng bỏ tay luôn ạ. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mình đã hoàn thiện xong kiểu tóc first cut giả cua này rồi. Cua lỡ à, với phần bên trên thì mình cắt nó hơi múp múp vào một chút, tức là nó hơi thoải lên một chút chứ nó không tròn xoe, để cho cái cảm giác là cái khuôn mặt nó cao hơn một chút. Nét vừa thôi khách lại khen. Ok, em mua 5 cây của anh được mà. Ok, xin cảm ơn Phong nhiều. Rồi, chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe và bình an trong đại dịch. Mình xin phép được kết thúc livestream ở đây. Mình hẹn tất cả anh em vào hôm khác mình sẽ livestream thêm. Đó, tất cả cảm ơn anh em. Và anh em giúp mình vào đăng ký kênh YouTube mà mình để đường link ở trên bài viết đây này. Anh em đăng ký kênh giúp mình và bấm like để cho mình có nhiều lượt xem hơn, tương tác tốt hơn, YouTube nó ưu tiên mình hơn. Và mình được phép bật kiếm tiền ở trên YouTube, kiếm tiền. Đó. Cảm ơn anh em.